Dạ, em xin chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh Nhân Dân Hàng Độc Sư Gia Bắc Tây Nguyên. Hôm nay đó là ngày 17 tháng 9 2019 rồi các bác. Hiện tại bây giờ cũng là khoảng tầm là 11 rưỡi trưa của ngày 17 tháng 9 rồi. Thì bên em có về được một ít những dề giã hạc. Thì bên em có về được một ít những dề giã hạc lùn đắc lây, loại mà thân nù đốt ngắn cho xay bông. Đấy, một dòng giã hạc của đắc lây cực kỳ là hiếm. Đấy, và nó là và những dề giã hạc lùn đắc lây loại nù đốt ngắn cho xay bông này được bà con và người dân là đi thu hái và bóc từ rừng về luôn trong ngày, cho nên là những dề giã hạc của em vào trưa ngày 17 tháng 9 hôm nay là nó đang còn rất chi là xanh và tươi đấy. Nhưng mà đảm bảo với các bác và mọi người, đây là những dề giã hạc mà bà con đi thu hái bóc từ rừng về là 100%, và cũng là những dề giã hạc mà 100% là hàng xổ số, và cũng là những dề giã hạc chưa hề biết trước được những mặt bông và khuôn bông hoa của tất cả 19 dề giã hạc lùn đắc lây của em vào trưa ngày 17 tháng 9 hôm nay nhé các bác. Cho nên là các bác và mọi người cứ yên tâm và sở hữu cho mình những dề giã hạc lùn đắc lây nổi tiếng của vùng miền của Kon Tum, Tây Nguyên. Đấy. Thì 19 dề giã hạc lùn đắc lây này em đã ghi số dề và giá tiền của từng dề một rồi. Cho nên là các bác và mọi người quan sát kỹ số dề và giá tiền của từng dề đó, rồi là cảm thấy hợp với ví tiền của mình thì là sưu tầm cho mình một trong những 19 dề giã hạc lùn đắc lây của em vào hôm nay nhé. Có gì là các bác và với mọi người khi mà đã lựa cho mình được những dề giã hạc lùn đắc lây rồi thì là liên hệ đến số điện thoại của em để trên tiêu đề, và sau đó là các bác cho em là xin tên và địa chỉ, kèm theo đó là số dề mà các bác muốn sở hữu và muốn sưu tầm, thì sau đó là em sẽ chốt đơn hàng và đóng gói hàng gửi đi cho các bác và mọi người thôi. Thì các bác và mọi người nhận hàng rồi thanh toán nhá. Đấy. Thì là bây giờ là em sẽ không làm mất nhiều thời gian của các bác cùng với mọi người và của các bác và mọi người nữa. Là bây giờ em sẽ xin phép là giới thiệu 19 dề giã hạc lùn đắc lây loại thân nù đốt ngắn cho xay bông của em vào trưa ngày 17 tháng 9 hôm nay nha. Thì các bác quan sát kỹ số dề và giá tiền của từng dề đó rồi là liên hệ đến em nha. Thì đầu tiên là hôm nay là em có đầu tiên đó là một cái dề VIP giã hạc số 1. Đó là dề 1 giã hạc lùn đắc lây có giá là 7 triệu rưỡi. Thì mảng dề nó đây các bác. Đây là cái mảng dề của dề số 1 giã hạc lùn đắc lây. Đấy. Tất cả những dề giã hạc mà được bà con đi thu hái từ rừng về và bóc từ rừng về, nó các cái mảng dề và mảng rễ nó như thế nào thì em vẫn để nguyên y chang như vậy, không hề cắt bỏ và cũng không hề cắt giữ thân già để lại và ươm ki đâu nha các bác. Đấy. Nó như thế nào thì em quay lên và chia sẻ cho các bác và mọi người y chang như thế. Thì dề 1 giã hạc lùn đắc lây này có giá là 7 triệu rưỡi. Trong một dề nó có là được là 5 thân mầm. 5 thân mầm tơ nhé các bác. Đầu tiên là một thân này. Một thân. Hai thân. Ba thân. Bốn thân. 5 thân. 5 thân. Đấy. Và em đã đếm thân già của nó trước rồi. Thì dề số 1 giã hạc lùn đắc lây này nó gồm có là 5 thân tơ và được là 25 đến 28 cái thân già. Đấy, thì thân già của nó đây các bác. Thân già rất chìa đỏ. Và mặt sau của nó đây. Mặt sau của 5 thân mầm tơ của dề số 1 giã hạc lùn đắc lây đấy các bác. Đây.
Thì mùa này cũng đang là mùa bắt đầu nó xuống ngọn rồi. Đấy. Đây. Một này. Hai. Ba. Đây là cái mầm tơ thứ ba của cái mặt sau. Bốn. Đấy, bốn. Và năm. Đấy, năm thân mầm tơ. Năm thân mầm tơ cho dề số 1 giã hạt lùn thất các lây. Đấy, thân mầm rất chia mập mạp này, sọc trắng hiện rõ luôn các bạn. Và máng dề của nó đây. Đây là cái máng dề nó nha các bạn. Thân già rất chia nhiều luôn. 1 2 3 4 5 6 này, 7 này, 8 này, 9 này, 10 11 này. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. 27 cái thân già. 27 thân già cho về số 1 đã hạt luôn đất đây. Đấy, thân già vàng đỏ au. Đấy, máng rễ của nó đây các bạn. Thì nó đang có thêm một cái cây gì nữa đây em cũng không biết. Đấy. Còn cái thân già này thì nó đang thối tự nhiên rồi. Đấy. Đây các bạn, đây là cái máng rễ của rễ số 1 giã hạt lùn đắk lây nhá. Một rễ gồm 5 thân tơ và 27 cái thân già. Thì để chính xác hơn là em sẽ đo từng cái thân mầm tơ của dề VIP 1 giã hạt lùn đắk lây này nhé các bác. Đây. Thì em có chuẩn bị thêm một cái thước, thì cái thước này nó là được 1 mét. Đấy. Thước này là 1 mét. Thì đầu tiên em đo cái mầm thứ nhất này. Đấy, mầm thứ nhất của nó là được là 85 cm. Đấy, 85 cm mầm thứ nhất. Đây các bác, thân mầm này. Thân mầm cực kỳ là đã luôn. Mầm thứ nhất 85 cm. Mầm thứ hai. Đây các bác. Thì em rút hẳn vào trong cái máng rề của nó đây nha. Đấy. Mầm thứ hai này là được 60 cm. Đấy. Mầm thứ hai 60 cm. Và mầm thứ ba. Đấy. Mầm thứ ba. Mầm thứ ba là được 1 mét nha các bác. Đấy. Mầm thứ ba đây. Mầm thứ ba đây. Mầm thứ ba là được 1 mét. Mầm thứ tư. Đây. Mầm thứ tư này là phải được là 1,1 mét rồi nha các bác. Mầm thứ tư đây. Đây, mầm thứ tư đây. Mầm thứ tư dài 1,1 mét. Đấy. Và mầm thứ năm. Mầm thứ năm này cũng phải được là 1,1 mét rồi các bác. Đấy. Đây, mầm thứ năm đây. Thì đây này. Cái mùa này là mùa của nó cũng đang chuẩn bị thắt ngọn rồi. Đây các bác, thắt ngọn rồi đây. Ngọn không đi nữa này.
Đây. Đang thắt ngọn đây này. Chân bầm cực đã luôn. Lá nhựa. Thì dề này về các bác có thể là tách ra cũng được hoặc là để nguyên dề. Đây các bác. Nó đang thắt ngọn đây này. Thắt ngọn này. Thân bầm này, thân bầm tơ này. Cực kỳ là đã luôn. Đấy, một dề là gồm 5 thân bầm tơ và 27 thân già nhé các bác. Đấy, một thân bầm tơ là 85 và 60, 1 mét, mét mốt, mét mốt. Thì em có cầm theo thêm một cái cây viết lông. Đây, cây viết lông này các bác. Đấy. Thì em đo cái thân bầm tơ cho nó các bác nhìn nha. Đây. To hơn cả cái cây viết lông nha các bác. Đấy. To hơn cả cái cây viết lông. Thân bầm này sọc dưa cực đã. Đây các bác. Đấy. Đây. Đo gần có thân mầm to hơn cả cây viết lông và có thân mầm là bằng bằng cây viết lông luôn. Đấy, thì đây là cái dề số 1 giã hạt. À. Dề số 1 giã hạt lùn đắc lây nhé các bác. Và dề số 1 này có giá là 7,5 triệu cho một dề gồm là 5 thân mầm tơ. Đấy. Thân thú cực kỳ là đã luôn, cực chất. Đấy, dề số 1, 5 thân bầm tơ và 27 thân dài, có giá là 7,5 triệu. Rồi, em qua dề số 2. Thì dề giã hạc số 2, lùn đắc lây, có giá là 2 triệu. Thì dề số 2 này là một cái mảng dề gồm có 2 thân bầm tơ. Đấy các bác, một thân cũng rất chi là nù mập này, sọc trắng rõ luôn. Và thân thứ hai của nó đây, thì cái thân ngắn này là do em làm gãy mất, nhưng mà cái phần này cũng bị là đứng ngọn rồi đấy các bác này. Đây, nó bị đứng ngọn rồi, cho nên là các bác và mọi người cũng không quan trọng lắm về cái phần ngọn này nữa. Đấy, thì đây là hai cái thân mầm tơ của dề số 2 giã hạc lùn đắc lây nhé các bạn. Mặt sau của nó đây. Và dề số 2 giã hạc lùn đắc lây này là nó có là được là 2, 4, 6, 7 thân già. Đấy, dề số 2 là có 7 thân già nhé các bác. Và chiều dài thân mầm tơ ngắn nhất. Chiều dài thân mầm tơ ngắn nhất là được 50 cm rồi. Đấy, và thân mầm dài nhất. Đây là cái thân mầm dài nhất. Và thân mầm dài nhất là đã được là 1 mét rồi. Đấy. Một thân mầm 50 và một thân mầm là 1 mét nhé các bác. Và thân mầm nó đây, em cũng so sánh cây viết luôn cho các bác nhìn. Đây. To bằng cây viết luôn nhá. Đấy. Dòng giã hạc lùn đắc lây này chơi cả thân cả lá rất chìa đã luôn các bác. Đấy. Nhìn thân thú của nó đây. Đấy. Đấy. Thì đây là dề số 2 giã hạc lùn đắc lây nhé các bác. Một dề gồm 2 thân mầm tơ và
bảy thân già. Đấy, dề số 2 có giá là 2 triệu. Rồi em qua dề số 3. Thì dề số 3 có giá là 1 triệu mốt. Và thân bầm tơ của dề số 3 đây. Thì dề số 3 thân bầm tơ của này của nó là nó đã bị là sâu cắn mất ngọn này nha các bạn. Đấy. Và thân già của nó đây. Đấy. Thì thân già của nó là được vào mùa là 2 4 6 8 thân già. Máng dề của nó đây. Máng dề của nó là đang còn bám ngay trên cục cây này các bạn. Đấy, đang còn bám ngay trên cục cây. Đây, thân bầm tơ. Thân bầm tơ của nó đây nha. Máng dề nó đây. Đấy. Và em sẽ đo cái chiều dài thân bầm tơ cho các bác cùng với mọi người quan sát luôn. Thì đây, em rút hết thước rồi nha. Và chiều dài thân bầm tơ của nó là đã được là 70 cm rồi, hơn 70 cm rồi. Và thân bầm tơ nó đây các bác này. Đấy, lá rất chìa to và dài. Em được đo lá này. Lá là nó dài được là 15 cm nữa các bạn này. 15 cm. Lá thì là bề rộng của nó được 4 cm. Đấy. Thì đây là cái dề số 3 đã hạc luôn đắp lên. Một dề gồm một thân tơ và 8 thân già. 2, 4, 6, 8 thân già. Có giá là 1 triệu mốt. Đây là cái dề này em thanh lý nhé con. Đấy, máng dề nó đây. Đang còn bám trên khúc cây đây. Đấy, dề số 3, 1 triệu 4. Sang dề số 4. Thì dề số 4 có giá là 1 triệu 1 luôn. Và máng dề nó đây. Đấy, máng dề của dề số 4 đây. Và thân bầm tơ của nó đây các bác. Thì dề số 4, thân bầm tơ của nó cũng bị gãy ngọn rồi mất rồi các bác. Đây. Cái phần gãy ngọn này thì là do em làm gãy thôi, chứ cũng không phải là do người dân đâu. Khi mà em chở hàng về các bác, thì nó dài quá, cồng kềnh cho nên là mình có bị làm gãy mất. Đấy. Nhưng mà thân tơ cũng rất chỉ là cứng cáp và khỏe mạnh này. Đấy. Lá thì là dòng lá mũi giáo, dày cứng. Đây các bác. Đấy. Thân bầm tơ nó đây. Máng dề nó đây. Đấy. Đây. Bóc từ rừng về là các cái cây ở trên rừng vẫn đang còn bám ở trên đây các bác này. Đấy. Và nó có là được 2, 4, 6 thân già và một mầm tơ các bác. Mặt sau nó đây. Và em sẽ đo chiều dài thân bầm tơ của nó luôn. Và chiều dài thân bầm tơ của nó đây các bác. Chiều dài thân bầm tơ của nó là đã gần được là 1 mét luôn rồi. Đấy. Thì 1 mét như thế này là sang năm là nó cũng có thể là cho ra bông được rồi nha các bác. Cho nên là các bác với mọi người cứ yên tâm đi. Đấy. Đấy, thì đây là cái dề số 4 đã hạc đắc lây. Đấy, một thân bầm tơ và 6 thân già. Chiều dài thân bầm tơ là gần được 1 mét nha các bác, có giá là 1 triệu mốt. Đấy. Rồi, em qua dề số 5. Thì dề số 5. Dề số 5 đã hạc lùn đắc lây. Có giá là 1 triệu. Dề số 5 có giá là 1 triệu. Máng dề nó đây các bác. Máng dề nó đây. Đấy, thân bầm tơ nó đây. Đấy, thân bầm tơ nó đây các bác.
thân bầm tơ này, cực kỳ là cứng, các bác chồng đứng như thế này cũng được luôn. Đây, chồng đứng lên như thế này cũng được. Đấy. Mặt sau nó đây các bác. Mặt sau nó này. Thân bầm cực kỳ là đẹp luôn. Đấy, thân bầm của nó này, cực kỳ là đẹp nha. Và nó gồm được là 2 này, 4 này, 6 này, 7 thân già. 7 thân già. 7 thân già. 7 thân già và một mầm tơ. Mầm tơ cũng cực kỳ là nù mập luôn các bác. Mầm tơ to bằng cây viết lông. Đấy. Lá nhựa. Lá nhựa mà kiểu dòng lá nhựa xếp này các bạn này. Thì đây là dê số 5 giã hạc lùn Đắk Lây nhé các bạn. Đấy. À, chiều dài thân mầm tơ của nó này. Đây các bạn. Chiều dài thân mầm tơ này. Chiều dài thân mầm tơ là được là 65 cm rồi nha. Đấy, 65 cm cho cái dê số 5 giã hạc lùn Đắk Lây. Đấy, thân mầm dê này cực kỳ đẹp luôn các bác. Em quay em bị ánh nắng quá cho nên là nhìn nhiều khi thân mầm không được rõ lắm nha con, thì các bác và mọi người thông cảm. Đấy, nhìn cái thân mầm cực kỳ là đã. Thì đây là dê số 5 giã hạc lùn Đắk Lây, giá là 1 triệu. Rồi tiếp theo là em qua dê số 6. Thì bây giờ là qua những dê chung thì em xin phép là đi nhanh một xíu nha các bác, chứ không là thời gian nó cũng hơi bị là lâu rồi và khá là dài, dài thời gian. Thì đây là dê số 6. Dê số 6 này có giá là, dê số 6 giá hạc Đắk Lây này có giá là 800. Dê số 6 có giá là 800. Thì một dê là nó gồm có là được 3 thân mầm tơ nhé các bạn. Và đây là dê số 6 có giá là 800 nhé các bạn. Có nó được là 3 thân mầm tơ này. Một dê gồm 3 thân mầm tơ. 3 thân mầm tơ cực kỳ là cứng cáp và khỏe mạnh này. Dòng là dòng lá nhựa này. Đấy. Đấy các bạn. Và em sẽ đo thân mầm tơ của nó nhé. Thì một thân mầm tơ là được là 30 cm. Đấy. Và hai thân mầm tơ được là hai thân mầm tơ nhỏ là có được là 20 cm nhé các bác. Đấy. Thì đây là cái dê số 6 giã hạc Đắk Lây có giá là 800 cho một dê gồm 3 thân mầm tơ. Đấy. Dê mà thân mầm và kiểu lá rất là đẹp, cứng cáp, khỏe mạnh này các bác. Dê số 8 à, dê số 6 800. Và thân già của nó khá chi là nhiều các bác, 2 4 6 8 10 12 thân già. Thì dê số 6 là gồm 3 thân mầm tơ và 12 thân già. Đấy, có giá là 800.
Rồi, em qua dê số 7. Dê số 7 có giá là 650. Mảng dê nó đây. Và nó gồm được là 5 thân già. 5 thân già. Đấy. Thân già vàng khè luôn. Thân già cực kỳ là vàng nhé các bạn. Mặt sau của thân mầm tơ của nó đây. Đấy, mặt sau nó đây. Và mặt trước của nó đây. Mặt trước của nó đây các bạn. Phần ngọn của nó thì cũng đang đứng ngọn rồi các bạn này. Nó cũng đang đứng ngọn luôn rồi. Đấy, lủng liếng lá đây rồi này. Một dề mà một cái thân mầm tơ và kiểu lá cũng là rất chia đẹp luôn các bác. Đấy, kiểu lá mà cũng là dòng cái loại lá mà lá mũi giáo, lá nhựa. Nó rất chia dày và cứng luôn. Đây. Rất chia dày và cứng. Thì đây là dề số 7 giã hạc Đắc Lây nha các bác, có giá là 650. Đấy. Và chiều dài thân mầm tơ của nó. Đấy các bác. Chiều dài thân mầm tơ của nó là được là 60 cm rồi nha. Đấy. Dề số 7 giã hạc Đắc Lây. Có giá là 650. Một thân mầm tơ và 5 thân già. Có giá chiều dài thân mầm tơ là được là 60 cm. Dề số 7. Em qua dề số 8. Thì dề số 8 này có giá là 500. Và mảng dề nó đây. Thân già nó đây. Nó được là 5 thân già nhé các bạn. Mầm tơ nó đây. Đấy. Lá. Kiểu lá rất chia đẹp. Đấy, đây là cái dề số 8 giã hạc Đắc Lây nha các bạn. Mặt sau nó đây. Đấy. Đây là mặt sau nó nha các bạn. Đấy. Và chiều dài thân mầm tơ của dề số 8. Đây. Là nó đã được là hơn 50 cm rồi. Đấy. Và dề số 8 này có giá là 500. Rồi, em qua dề số 9. Dề số 9 này có giá là 450. Mầm tơ nó đây các bác. Đấy. Dề này thì nó thắt ngọn toàn bộ luôn rồi. Thắt ngọn xong rồi. Và nó chỉ chờ hoa vào mùa sang năm thôi. Mảng dề nó đây. Đấy, mảng dề nó đây. Và dề số 9 này nó là được là gồm là 5 thân già, 5 thân già rất chi là vàng luôn các bạn này. Đấy, mặt trước thì là đỏ au. Mà thân mầm tơ cũng cực kỳ là vàng luôn. Đấy, thân mầm tơ nó đây. Và chiều dài thân mầm tơ của nó đây các bạn. Đây. Chiều dài của nó cũng được là 42 cm rồi nha. Đấy. Dề số 9 giã hạc Đắc Lây. 450. Một thân mầm tơ và 5 thân già. Đấy. Lá nhựa.
đều chín 4,5 rưỡi. Rồi em qua dê số 10. Dê số 10 cũng là 4,5 rưỡi. Mầm tơ nó đây các bác. Máng dê nó đây. Cái mầm tơ nó đây nhá. Và nó được là 2, 4, 6, 8 thân già. Thân già các bác nhìn này, cực kỳ là vàng luôn này. Mặt sau của thân mầm tơ nó đây. Đấy. Thằng này là một cái dề thân mầm tơ cũng là dòng lá nhựa luôn. Đấy. Cũng đang thắt ngọn rồi các bạn. Chỉ chờ mùa bông vào năm sau thôi. Dề số 10, 4,5 rưỡi. Và chiều dài thân mầm tơ của nó này. Chiều dài thân mầm tơ là được 50 cm nhé các bạn. Dề số 10, 4,5 rưỡi. Một thân mầm tơ và 8 thân già. Thân mầm tơ dài được là 50 cm. Đấy. Dề số 11. Dề 11. Dề 11 cũng là 4,5 rưỡi luôn. Và thân mầm tơ nó đây các bác. Đây, thân mầm tơ này. Thân mầm tơ cực kỳ là cứng cáp và khỏe luôn. Đấy. Thì dề này nó được là 4 thân già. Đấy, thân già đỏ au luôn. Đấy. Mà dề này là một cái dề là dòng thân nù luôn luôn các bác. Dề này dề thân nù nhá. Đấy. Lá rất chi là đẹp. Kiểu là lá bầu bầu tròn tròn mà là dòng lá nhựa nữa. Đấy, thì đây là dề số 11 này. Dã hạc lùn đắc lây 4,5 rưỡi. Mặt sau nó đây các bác. Đấy, máng dề nó đây. Đấy, và chiều dài thân mầm tơ của nó là được là 40 cm. Đấy, 42 cm rồi các bạn. Thì đây là cái dề số 11 xã hạc lùn nóc đây. Một thân mầm tơ và 4 thân già. Có giá là 4,5 rưỡi. Tiếp theo là em qua dề số 12. Thì dề số 12 này cũng có giá là 4,5 rưỡi luôn. Và mầm tơ nó đây quá. Dề 12 đây. Thân mầm tơ nó đây. Máng dề nó đây nha các bác. Máng dề nó đây. Và mặt sau nó đây. Và dề này nó được là 3 thân già. Còn lại là thân già bị thối và gãy từ ở trên rừng từ rất lâu rồi các bác. Đấy. Thì đây là dề số 12 dã hạc lùn đắc lây. Thân mầm các bạn nhìn này, cực kỳ là đẹp. Và chiều dài thân mầm của nó là đã được là hơn 40 cm luôn rồi nhé các bạn. Đấy, thì đây là cái dề số 12 đã lùn đắc lây.
Một thân mầm tơ và ba thân dài. Chiều dài thân mầm tơ là được là hơn 40 cm rồi và có giá là 450. Cho dề số 12. Và em qua dề số 13. Dề 13 giã hạc lùn đắp lây. Cũng là 450 luôn và thân mầm tơ nó đây các bạn. Thì đây là dề số 13. Cũng có giá là 450. Đấy, thân mầm này. Sọc trắng rõ ràng. Máng dề nó đây các bạn. Mặt sau nó đây. Đấy, đây là mặt sau nó nha các bạn. Và dề số 13 này nó được là một hai ba bốn năm thân già. Đấy, năm thân già. Và chiều dài thân mầm tơ của nó là được là 45 cm rồi. Đấy, cho dê số 13 giã hạc lùn đắc lây. Giá là 450. Dê số 14. Dê 14 cũng là 450 luôn. Thân mầm tơ nó đây các bác. Đấy. Máng dê nó đây. Đấy. Thân già nó đây. Và nó được là 2 4 6 thân già. Đấy, 6 thân già. 6 thân già và một mầm tơ. Mầm tơ mặt sau nó đây các bạn. Đây là mặt sau của dề số 14 giã hạc lùn đắc lây nhá. Đấy, một cái dề lá xếp. Thân già này, đó au này. Thân mầm cực kỳ là cứng cáp luôn. Đấy, thân mầm cũng là dòng thân mầm nù mập luôn nha các bác. Đây. Bác so sánh với cây viết lông là nó cũng gần bằng rồi. Thì cái những dề như thế này các bác về chăm nó còn cái đà phát triển lớn hơn nữa. To mập hơn nữa. Dề 14 giã hạc lùn đắc lây có giá là 450. Và chiều dài thân mầm tơ của nó là đã được là 35 cm này nhé các bạn. Đấy. Rồi, em qua dề số 15. Thì dề số 15 này cũng có giá là 450 luôn. Đây, dề số 15 450. Thì đây là một cái dề gồm hai thân mầm tơ nhé các bạn. Đấy, hai thân mầm tơ rất chi là nù mập này. Đây, mầm thứ nhất đây. Và mầm thứ hai đây. Mầm thứ hai là mầm kiến này các bạn. Một dề gồm hai thân mầm tơ nhé. Đấy. Và nó có là được hai hai bốn năm tám thân già. Đấy, 2 4 6 8, em đếm lại đã, 2 4 6 8 10 thân già nhé các bác. Thì đây là cái dề số 15 giã hạc lùn đắc lây gồm hai thân mầm tơ và 10 thân già, có giá là 450. Và chiều dài thân mầm tơ của nó là thân mầm tơ dài nhất là được là 17 cm.
Đấy, 17 cm. Và cái thân bầm tơ ngắn là được 10 cm. Đấy, cho dê số 15, giã hạc luôn Đắk Lây, có giá là 450. Dê 15, 450. Dê 16. Thì dê 16 này cũng có giá là 450 luôn. Và dê 16 máng dê nó đây các bác. Đấy. Và nó cũng là gồm có hai thân mầm tơ. Hai thân mầm tơ này. Cực kỳ là vàng luôn mà sọc rất chi là mạnh. Thì dê số 16 này là hai cái thân mầm tơ là dòng lá nhựa này. Đây các bác. Đấy, thì đây là cái dê số 16. Mặt sau của hai thân mầm tơ đây. Dê nó đây nhưng mà. Và nó được là 1 2 3 4 5 5 thân già. 5 thân già và hai thân mầm tơ. Đấy. 5 thân già và hai thân mầm tơ. Và mỗi thân mầm tơ là đã được là 1 thân là được 20 cm và 1 thân là được 15 cm nhé các bác, 14 cm. Đấy, thì đây là cái dê số 16, 450. Dê số 17 và dê số 17 giã hạc lùn Đắk Lây này có giá là 400. Thì thân mầm tơ nó đây các bác, đấy nó đang thắt ngọn và nó xuống lá rồi này. Đấy. Ánh nắng nó lóa quá cho nên là sợ các bác và mọi người không thấy, cho nên là các bác và mọi người thông cảm nha. Đây, đây là cái thân mầm tơ của dê số 17 giã hạc lùn Đắk Lây. Đấy. Và cái máng dê nó đây. Đấy, nó là được là 5 thân già. 5 thân già. Mặt sau của nó đây các cũng là một dòng nù. Thân mầm cũng rất chia nù. Thân mầm cũng rất chia nù. Thì dê số 17 này, chiều dài thân mầm tơ của nó đã được là 45 cm rồi nhé các bác. Đấy, 45 cm cho cái dê số 17 giã hạc lùn Đắk Lây. Có giá là 400. Dê số 17. Và dê số 18. Dê 18 này có giá là 400 nha các bác. Đây, dê 18 400. Đấy, thân mầm tơ nó đây. Máng dê nó đây. Thân già nó là được là 2 3 4 5 6 thân già. Và mặt sau của thân mầm tơ của nó đây nhé các bác. Đấy, mặt sau của thân mầm tơ nó đây. Máng dê nó đây. Lá của nó thì bị sâu ăn mất vài cái rồi các bác. Nhưng mà cái phần ngọn nó cũng đang thắt ngọn rồi. Đấy, phần ngọn nó cũng đang thắt ngọn rồi. Thân già cực kỳ là xanh ngắt, xanh vàng luôn các bạn này. Dê 18. Dê 18 400.
Và chiều dài thân bầm tơ của nó là 40 cm rồi nhé các bạn. Đấy, dê 18, 4 tầng, một thân mầm tơ và 6 thân già. Chiều dài thân mầm tơ là được là 40 cm. Rồi, còn dê 19, dê cuối cùng. Và dê 19 có giá là 350. Thì đây là một cái thân mầm cực kỳ nù mập luôn các bạn này. Đấy, thân mầm cực kỳ nù mập. Máng dê nó đây. Mặt sau nó đây. Và nó có được là 4, 5, 6 thân già. 6 thân già và một thân mầm tơ. Cực kỳ là nù mập. Đấy, thì đây là cái dề số 19, dề giã hạc lùn đắc lây, dề cuối cùng, có giá là 350. Và chiều dài thân mầm tơ của nó là đã được là 17 cm rồi nhé các bác, 17 cm rồi. Đấy, 17 cm, 17 cm cho dề số 19 giã hạc lùn đắc lây, có giá là 350. Và bây giờ em xin tổng kết lại một xíu về 19 dề giã hạc lùn đắc lây, loại thân nù đốt ngắn cho sai bông của em vào phiên trưa ngày 17 tháng 9 hôm nay nhé các bác. Thì đầu tiên em có dề số 1 giã hạc lùn đắc lây. Dề số 1 này có giá là 7,5 triệu. Đấy. 7,5 triệu cho một dề gồm là 5 thân mầm tơ. 5 thân mầm tơ. Thân mầm tơ cực kỳ là nù mập và đã luôn. Đấy, và 27 thân già nhé các bác. Đấy, đấy là dề số 1 giã hạc lùn đắc lây 7,5 triệu. Và dề số 2, dề số 2 là 2 triệu cho một dề gồm 2 thân mầm tơ. Và sang đó là dề số 3, dề số 3 là 1,1 triệu. Và dề số 4, dề số 4 cũng là 1,1 triệu luôn. Rồi, dề số 5. Dề số 5 là 1 triệu. Dề số 6. Dề số 6 là 800 cho một dề gồm 3 thân mầm tơ. Dề số 7. Dề số 7. Dề số 7 là 650 cho một dề gồm 1 thân mầm tơ. Đấy. Thân già cực kỳ là vàng. Rồi, dề số 8. Dề số 8 500. Dề số 9. Dề số 9 450. Dề 10. Dề 10 cũng 450. 11. 11 cũng 450. Mười hai cũng 450. Và 13. 13 cũng 450. Dề 14. Dề 14 cũng là 450. Dề 15. Dề 15 cũng là 450 cho một dề gồm 2 thân mầm tơ. Và dề 16. Dề 16 cũng là 450 cho một dề gồm 2 thân mầm tơ. Dề 17. Dề 17 là dề 400 cho một dề gồm 1 thân mầm tơ. Và dề 18. Dề 18 là dề 400 cho một dề gồm 1 thân mầm tơ. Và dề 19. Dề 19 là một dề 1 thân mầm tơ, có giá là 350. Thì đấy là tất cả 19 dề giã hạc lùn đắc lây của em vào trưa ngày 17 tháng 9 hôm nay nha các bác. Và các bác cùng với mọi người quan sát từng số dề và giá tiền của từng dề đó, rồi là cảm thấy hợp thì cảm thấy hợp với ví tiền của mình, và
mình muốn sở hữu dề đó thì liên hệ đến số điện thoại của em để trên tiêu đề và đặt hàng nha. Rồi bây giờ em xin chào tạm biệt tất cả các bác cùng với mọi người. Hẹn các bác và mọi người vào các clip tiếp theo của kênh Đàn Rừng Hàng Độc Xê Giá Bắc Tây Nguyên. Lâu ngày mới quay lại bán cho nên là nói cũng hơi bị nhiều các bác. Mong các bác và mọi người là thông cảm. Và bây giờ em xin chào tạm biệt tất cả các bác và mọi người.